50 người đến với channel của Bảo Ren. Đẹp trai, tên lịch, vô địch các vũ trụ. Thì ngày hôm nay vẫn là mình cùng với Dũng Huy đó các bạn ơi. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay mình hơi buồn. Mình hơi buồn một cái đó chính là hôm qua khi mà mình dí theo cái thằng anh xin mặt đen đó các bạn. Thì hỏi các bạn có biết không, theo như mình đoán là nó là một cái nhóm tà phái. Cái lúc mà hôm qua mình cùng với Dũng Huy mà tự nhiên lấy được cái chiếc nhẫn đó các bạn, mình đã chắc chắn một điều là tự nhiên cái nhẫn mà nó bó với cái tỏi, em thấy kỳ không? Đúng rồi, kỳ. Vậy nó liên quan gì đó đến tâm linh rồi anh bảo. Cho nên là hôm qua mình cùng với Dũng Huy là mang cái nhẫn đó đã lên chùa thỉnh rồi các bạn. Cái nhẫn đó các bạn, nó có một vòng đi theo, có một vòng đi theo, bởi vậy mình mới sợ. Nhưng mà mình buồn ở đây, đáng lý ngày hôm nay là cái hôm qua mình cùng với Dũng Huy là kiểu như sợ quá các bạn. Đó, giờ là theo dõi thử. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà nó đi vô cái chỗ ổng cống đó, em nhớ không? Ừ. Cái ổng cống đó nó là cái đường cụt rồi anh em ơi. Tự nhiên mình đi vô chỗ đó nó biến mất luôn. Nó biến mất luôn. Cho nên là mình không hiểu tại sao luôn, cho nên mình không có đoạn video là mình không có liên quan gì đến một cái thế giới ở dưới lòng đất không em? Hồi trước em xem phim mà có một cái thế giới kia nó ở dưới lòng đất, là người ta cứ hay chu lên từ cái ống cống đó, rồi chu lên để đi giết người, nó ghê lắm. Nói chung là mình không biết gì luôn các bạn. Tự nhiên mình với Dũng Huy đi theo, xong rồi đáng lý ra là có một cái đoạn video ngày hôm nay mình sẽ đăng cho bạn xem. Nhưng mà tự nhiên mình lại không thấy cái người đó nữa. Mình nghĩ mấy cái người này bên dòng tà phá gì đó, mình chả biết. Nhưng mà thôi, thì nói chung là cái đó là mình tâm sự với các bạn là một phần hôm qua, cái lúc khúc cuối mà mình đi theo dõi các bạn, là mình hứa là mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem á. Nhưng mà giờ mình không có, thì cho nên là mình cảm thấy có lỗi với các bạn thôi. Thì đây, thì ngày hôm nay thì mình với lại Dũng Huy thì vẫn tiếp tục kiểu như là mang theo đồ nghề này để mà đi nhặt thùng rác, cái series nhặt rác mà các bạn đang ủng hộ mình rất là nhiều. Thì các bạn có gì các bạn nhớ like với lại comment cho mình biết nha. Thì đó, thì phía sau đây của anh em của tụi mình là có hai cái thùng rác rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cùng với Dũng Huy sẽ đi đến hai cái thùng rác này xem coi là trong đó có gì nha anh em. Ok, mình mong là ngày hôm nay mình sẽ lấy được những cái gì đó nó hay ho các bạn ơi. Không biết ngày hôm nay trong mấy thùng rác này có gì hay ho mà anh em ơi. Ui, cái thùng này dơ quá Dũng ơi. Có thùng này dơ quá. Rác đồ ăn luôn rồi. Mấy cái thùng nhỏ này nó khó chịu anh em ơi. Mùi thứ quắc luôn. Ôi Dũng. Thản xin mở đây, thản xin mở đây các bạn. Thôi các bạn, phải không? Phải nó không? Hay như nó đó các bạn, nó các bạn. Nó đó các bạn. Nó là cái thằng tao cao hùng quán bảo. Họ phải không? Nó đó. Má cao. Mình biết chắc nó ra mà các bạn ơi. Nó ra làm gì, cơ? Để coi. Để xem nó làm gì. Mò thùng rác của anh em mà. Nó mò thùng rác làm gì anh em? Bây giờ mình sẽ theo dõi nha, mình sẽ theo dõi nha. Biết sao không? Hôm qua anh với em tự nhiên đuổi nó đi, hiểu không? Bây giờ mình để im mà, mình để im nó làm gì? Tự nhiên hôm qua nó cũng đang mò thùng rác, nó làm gì nó bỏ trong á. Để xem coi. Nó làm gì các bạn ơi? Má, nó làm cái gì ta? Nó bỏ gì vô trong thùng rác đó. Hả? Mình chả biết tại sao các bạn ơi. Ôi, mình lúc không nó quỷ lại cái gì các bạn? Nó quỷ lại cái gì các bạn ơi? Nó đang khấn tứ phương tám hướng. Nó khấn gì vậy? Nó đang khấn tứ phương tám hướng sao? Khấn cái gì các bạn ơi? Khấn trời khấn đất, khấn xung quanh á. Cái nghi thức này. Đi em, đừng có nói. Nó quay vô cho anh em. Sợ thấy cái mình. Nó làm cái gì các bạn ơi? Cảm giác ghê quá. Mấy cái người này giống như kiểu như là người ta đang làm cái nghi thức tà phái vậy các bạn ơi. Mình rất là sợ luôn á, thiệt sự luôn á. Mình rất sợ luôn. Nào, cái tay mình rung nè các bạn. Cái tay mình rung nè các bạn ơi. Ê, gạo. Gạo hả? Nó đựng gạo hả? Đúng rồi. Đựng gạo hả? Nó rắc gạo làm gì vậy? Nó rắc gạo làm gì các bạn ơi? Mình nghĩ là nó đang rắc gạo, nó đang dẫn đường cho ai các bạn. Tại vì mình biết là cái nghi thức giống kiểu là khi mà mình rắc gạo là có nghĩa là mình dẫn một linh hồn gì đó các bạn ơi. Làm gì các bạn ơi? Hình như nó không được hiểu được nó sao á. Quá ghê quá các bạn ha. Đúng ghê luôn các bạn ơi. Im nha, đừng ra nha. Em mà chạy đá là bây giờ anh với em là xem nó luôn, xem nó tận cùng luôn. Chứ đừng ra đuổi nó nha. Đừng, điên quá. Đi đâu rồi? Cầm miệng nó đâm mềm chết đó. Nó đi đâu rồi kìa? Nó đi rồi. Nó đi rắc gạo. Nó rắc gạo đi đâu á, Dũng ơi? Đi theo nó không? Giờ đi theo nó không? Đi theo nó đi, từ từ. Chạy đây.
đi thằng Grab nha. Nó đi đâu rồi, đi đâu rồi, đi đâu rồi? Ủa, nó có đi đâu, mất dấu quá giờ đi. Từ từ rồi. Từ từ, hồi nãy thấy nó rắc gạo ở đây mà. Biến mất hả? Ủa sao gạo biến mất ta? Ôi, đó. Ờ, có cái đường gạo đi theo rồi, đường gạo đi theo rồi. Từ từ, các bạn. Nó đang đi phía kia các bạn thấy không? Họ đang đi kia kìa, đi theo. Đi theo, đi từ từ thôi Dũng ơi, từ từ thôi. Nó đi đó rồi, bác. Ngồi xuống. Nó đang rải. Nó đang rải, nó đi vô nhà vệ sinh. Nó vô nhà vệ sinh công viên. Đuổi theo đó. Đúng không? Nó đi vô nhà vệ sinh các bạn ơi. 1, 2, 3. Giống. Nó vô nhà vệ sinh các bạn ơi, thấy không? Đó, nó rải gạo vô nhà vệ sinh coi. Giờ sao Dũng? Dưới theo hả? Dưới theo đi. Dưới theo các bạn. Chậm không? Nó vô nhà vệ sinh các bạn, nó vô nhà vệ sinh. Tôi sợ là trong nhà vệ sinh có người, nó vô nó hại người sao các bạn? Hả? Không biết nữa các bạn ơi. Đi, vô. Ôi. Ôi, kèo ra. Kèo đó bạn, kèo đó. Bây giờ, anh với em vô cho bắt nó luôn. Bây giờ trong toilet này đâu được chảy đâu. Đi luôn. Đây em ơi. Đây em ơi. Ủa đâu rồi? Ui. What? Nó đâu rồi? Ủa? Ủa nó ra đường nào ta? Lúc nãy em nó kêu bắt nó đi rồi. Hả? Em kêu bắt nó đi, mình mới để nó biến mất rồi. Từ xem đi. Nhưng mà rõ ràng nó đi vô đây không? Cửa này sao ra được? Mở ra ba chủ. Có nghe không? Đường hầm đó. Ủa mày nói đâu ta? Ủa? Không có đâu hết mày ơi. Làm ổn nãy giờ đi theo dõi luôn anh em ơi. Đi theo dõi nãy giờ hơn nửa tiếng hồ luôn á. Em nó kêu bắt, lúc đó em kêu bắt nó đi rồi mà. Trời ơi, bắt nó là của em rồi. Mốt nó quay lại chỗ này tiếp mà. Bảo đảm luôn, nó tới đây 2 lần rồi. Xíu nó bắt nó rồi. Kệ đi. Bây giờ hả? Nè, cái gạo ở đây nè, rõ ràng nó đi vô trong đây. Tại vì các bạn biết sao nó đi vô nhà vệ sinh em không? Cái nhà này. Mà nó khóa ngoài rồi. Đúng rồi, nó khóa ngoài. Ê, mình lên đây đã. Không. Xem bên đây không? À, cái cửa này đi vô chỗ ấy mà, chỗ thu phí mà. Thôi. À, đúng bó tay luôn em ơi, có nghĩa mình tính bắt nó luôn, đi vô trong đây là đường cụt rồi, nó không đi ra được mà sao nó mất tiêu rồi biết luôn. Mất biến mất luôn chứ. Không ngờ luôn, mình hơi bỡ ngỡ luôn nha, cái này mình hơi bỡ ngỡ thiệt luôn nha. Tự nhiên không thấy nó luôn, giống như bữa luôn Dũng. Nhưng bữa tự nhiên đi vô cổng cổng cái đường đó nó tắt chứ sao mà không thấy nó đâu ấy. Thiệt luôn á. Thôi cái này mình chịu rồi, đúng bực mình. Mình chịu rồi, mình tính quay lại cái đoạn mình bắt nó, mình đánh nó các bạn. Tại vì nó vô trong đấy họ nó làm ba trò gì tâm linh đó, mình thấy sợ quá. Thôi. Thì ok các bạn. Mình bảo đảm với các bạn luôn là nó còn đi vô trong đây cho nên là họ mình sẽ ra. Tại vì mình hay ra công viên này lắm cho nên mình sẽ ra công viên này mình me nó tiếp. Me tiếp lần tới mà gặp nó hả, họ đánh nó tơi bời luôn các bạn. Mình nói thiệt các bạn luôn. Lúc đó mình kêu đập nó đi bắt nó. Thì do là theo dõi cho nên là anh với em mới biết là nó làm cái trò gì đấy phải không? Nếu là nhảy khùng đi điên nữa các bạn. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn thích video này các bạn hãy like và comment cho mình phía dưới. Và các bạn thấy cái điều nào bất ổn thì các bạn nói cho mình biết nha. Thôi chào các bạn. Đúng tiếc luôn anh em.